Vy, quay quay cả táo, không phải quay mình. Trời ơi, quay cả cháo vậy. Hết chưa? Thấy hết không? Dạ, thấy hết nguyên á. Xin chào các bạn. Vy quay sao mày tưởng tượng Vy không thấy hai cái táo này á? Nhưng mày thấy mà. Xin chào các bạn. Nhảy lên nhảy xuống. Mới nhảy hai bay con kinh thần á. Xin chào các bạn và các em nhỏ. Hôm nay mình sẽ ra thu hoạch hết trơn cây táo này gửi đến cho các bạn xem nha. Đó, biết sao mà cóc cóc đi ra thu hoạch không? Mấy cây táo ngoài sau nhà mình nó còn vài trái. Mình thấy con chuột nó leo lên, nó gặm mà hồi nãy rất tiếc là không có mấy cái khi mình quay cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ ăn trái táo trước khi hái các bạn ơi. Táo nó ngon quá. Đây. Muối ớt đây. Wow. Mình mà bất cái ngái có vậy. Lá nó trước sau gì cũng rụng mà. Đó. Các bạn ơi. Đây, bỏ nguyên một chùm táo. Lá này sao mình phải che đi. Lá này mùa thu nó cũng rụng nha các bạn. Nên mình bứt bớt đi cho nó dễ. Đó, cho nó khỏi khuất tầm nhìn. Đó, xin chưa. Xin không các bạn. Còn nữa không? Với thì sao mẹ? Làm sao mẹ với cho hết đây các bạn ơi. Mày giống như mấy con bé vậy. Đến mẹ ăn đi ha. Đó. Đây, hôm nay cầm nguyên một mớ muối ớt nè. Bây giờ ăn cái này nha. Phủ sơ sơ là được rồi. Mấy ngày hôm nay trời mưa. Đó. Đây, cái muối ớt đây. Giờ sao chấm? Vi cầm cho mẹ hả? Vi giỏi quá ta. Chưa gì nó đã rớt luôn rồi các bạn ơi. Thôi cầm về ăn luôn ha. Bây giờ táo mùa thu á. Bạn ơi, thử miếng ngon quá. Mời các bạn ăn hết cái táo giùm mình nha. Đó, đây này nè. Chùm nè, thấy không? Trái này mình nói chuyện với trái bên kia mà trái này nó hung mình nè. Quá đi thôi. Ngon lắm các bạn ơi. Cây táo này tuyệt vời. Ông mặt trời. Vì thử không? No, có ở. Ngon. Rớt một trái rồi. Như mẹ. Cứ quay đàng hoàng đi. Đi bỏ đây. Đó, đi bỏ đây. Đó. Ngon quá. Này đúng không có cái gì bột. Wow, hấp dẫn quá các bạn ơi. Để đâu? Để trong cây Vi. Trong cây kìa hả? Vi cầm có rung không? Không có rung không? Quay rồi thấy không mua ớt á. Kìa. Vi quay sao thấy chém mua ớt nha. Nghe thấy nó táo. Tuyệt vời, ông mặt trời các bạn. Mặt trời đi ngủ rồi. Lặn hết trơn rồi. Ngon gì đâu ta ơi. Cho Vi thu gần, Vi thích quay sao đó Vi ba. Mỗi lần mày cắn à. Trái nè. Tới đây được rồi các bạn. Nó bị sâu đây nè. Đó. Không hái trái nào mà nó rớt vô trong này luôn. Các bạn thấy trong mâm không? Đó, rớt luôn vô đó. Không có năm này không có duyên trái nào để mình ăn ha. Ăn cái trái này. Thank you.
thôi bỏ cái khay này xuống đi. Chưa kịp hái đã rớt rồi, thôi ăn đi rồi tính. Rồi bây giờ mình sẽ ăn cái này nha. Đây, đi. Được rồi, Vy Vy quay sao cho nó thấy nhìn đó. Thấy mấy cái chùm này luôn nè, nghiêng qua bên này tí nè, đứng bên này tí nè, đó thấy mẹ luôn, yeah. Xích xác tới tí đó, khi nào mẹ cắn thì thu lại rồi. Quá xuất sắc. Cắn nó rớt, nó cuốn ra rồi các bạn ơi. Bây giờ Vy thu vừa thôi. Dạ dạ. Mẹ thu cái miệng bự hơn trái dừa lắm. Bự hơn trái dừa chứ không phải bự hơn trái táo nha. Ngon quá. Ăn hết cây cũng được á. Ê, để mẹ cắn đi. Thu vừa thôi Vy. Dạ dạ. Thu một hai cái thôi. Thôi mà mẹ quay, mỗi lần quay xa ra đi. Cùng ăn đó các bạn. Là mẹ muốn sặn thôi. Chưa có sặn đâu. Các bạn, hồi nãy á, chưa kịp hái táo, rớt nguyên chùm bự tí lượm lên nha. May phước là hôm nay á, mình hái chứ ngày mai là coi như gió mạnh là rớt hết trơn à. Rồi. Quay xa đi. Quay gần, quay xa, quay nhiều kiểu. Quay đứng một chỗ. Cây táo này mùa xuân á, nó ra hoa đẹp lắm các bạn. Ngon dữ quá. Đã hả? Trộn mớ rồi đó. Cây táo này năm ngoái 2,1 triệu người xem nha các bạn. Năm này quay cây táo này không biết bao nhiêu lần được á. Thôi thả cây táo xuống cho nó nghỉ đi, cầm hoài vậy. Đó, đứng bên đây nè. Ngon. Chừng con nhện bay vô cắn miệng. Cho có cắn miệng không? Nó nhảy vô miệng nhai luôn, chắc béo lắm. Nó béo gì vậy? Ngon hả? Nó gãy vô miệng nó ngon hả? Má ăn thử đi. Bây giờ thử mà ăn nhện bạn bạn. Má nhện mới ngói béo ngại gì vậy? Nó dở hơn. Bị cử ngói mới ngói béo ngại sweet mà. Béo là nó giống như bơ á, bơ đờ đó, nó béo giống vậy đó. Ngươi có cắn mấy không? Ở trong miệng không? Vy ăn thử đi. Ngô, chứ mới ở Việt Nam nó ăn luôn mà. Nó ăn nhện hồi nãy. Vy cử Việt Nam nó ăn đủ thứ con vật mà. Ở bên Thái Lan người ta có nướng chiên nhện ăn. Thái ngay nhảy gì? Thái lệnh á. Ăn. Mà nhưng mà giống như bị ngã xuống vậy. Say mê luôn các bạn ơi. Ngon quá. Cho mình đứng mình ăn hoài. Đừng cho mình no là được, no phải ngừng. Má bụng má hay à, hay. Hay gì? Năm này trái cây quá xuất sắc. Hết luôn hơn. Chị em mua ớt này. Lá rụng tá là ăn. Thôi bây giờ mình sẽ hái. Ngon quá. Có các bạn ở đây mời các bạn mỗi người đứng trái cái ăn cái là xong. Còn cuốn không ha, nguyên cây này mà gặm hết trơn, cặp hết cái cuối cùng còn cuốn không về ra chắc vui ha. Nhịn trái. Ngon lắm. Vy phải cắn thử nè. Ok đây nè Vy, mẹ hái phụ cho quay có mẹ. Phải ngắt phải mua trái. Vy thích nó màu hay màu đỏ chế. Vy thích đỏ hả? Trái này, trái trên này đỏ nè. Cho nghe. Vy coi cái máy quay phim đàng hoàng nha, không lắc á.
Đó, đẹp không? Ừ. Con gái mình đang hái trái nè các bạn. Rồi quay sát cho cái trái đang hái kìa. Ừ. Đó, rớt ra rồi. Vì ăn thử đi, chui chui đi, chui vô áo. Chui vô áo nè, nha, phải chấm muối ớt thì ăn thử đi. Vì quay có lát không vậy? Rồi, cắn đi. Ngon không? Dạ. Đó, Vi đang ăn táo kìa, ngon Vi? Dạ con. Nó thấy chưa, táo mẹ trồng ngon, ngon hơn ở táo người ta phải không? Thấy chưa? Nói ăn không chịu ăn đâu. Nhai từ từ thôi. Mẹ nhai cái miệng cái mỏ sao giống mẹ vậy? Hả? Vi giống mẹ mà. Vi giống mẹ hả? Chứ mẹ tưởng Vi giống ai chứ? Giống Vi. Giống Vi. Ngon quá ha. Bởi vì ăn đó các bạn. Đó, lần đầu tiên á, nói thử táo mới thử á. Ngon quá mà, đứng ăn no say luôn, không chịu quay phim cho mẹ kìa. Đó. Tay cầm cho mẹ. Đã quá các bạn ơi. Trái á thì muốn rớt, không muốn rớt á thì nó rớt. Còn trái này á muốn giật ra á thì nó đâu có rớt nữa. Nguyên chùm này mình hái mới sướng nè. Đó. Một chùm. Một trái chứ. Hai trái. Ồ, rớt cho trái mới. Thấy đã không các bạn? Thu trái cây là sướng nhất, vui nhất. Đó. Mê không? Bên này nữa. Thấy không? Ồ, cái chùm này. Bác hưởng ngày về chưa bác? Mấy ngàn nữa gì? Một ngàn nữa. Cái chùm này nó đã quá các bạn ơi. Hái không nở luôn á. Mà giống như mùa son người má vậy. Thấy đẹp không? Giống mùa son má. Giống mấy nhà bên kia giống mùa son má. Giống hả? Giống quá. Hái nha các bạn. Vì hái thu lần lại tí. Một trái, hai trái, ba trái. Wow. Mùa táo của mình đã sắp kết thúc rồi các bạn ơi. Mà giác chuẩn bị ba hốc. Trên này. Trên này. Vì quay cả mẹ được luôn. Đó, thu gần lại, lúc bỏ xuống thu gần lại. Thấy chưa? Tinh quá. Bên này. Bên này nữa nè. Cái cây táo này, cái trái nó sai mà nó đẹp quá các bạn. Nhìn nó đẹp ha, mất ngay luôn. Đây. Đừng rớt chứ. Táo ơi, táo hỡi, táo vô. Trong bị mà, cái này cái bị gì mà như cái thửa ruộng người ta vậy kìa, cái bị. Wow. Nữa không biết dạ. Hay là để lại. Hơn trễ ngày giờ chứ thành một giỏ. Nó mới không cái ngày này, nó gực ngày. Không cái này hả? Yêu với không con khờ phi là ăn. Đó, lúc á mình chạm nhẹ một cái là nó rớt. À, cha cha cha. Massage luôn cái cằm luôn, đau quá các bạn ơi. Lúc thì bu, gồng, kéo cũng không có rớt được. Đây đây, tiếp tục nè. Đó. Năm này đi hái táo có con gái mình nó quay quá đã. Vi 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 thấy mẹ có đẹp không? Má trái cáo đẹp hơn. Vi mẹ hỏi thiệt mà, thấy mẹ có đẹp không? Trái cáo đẹp hơn má, tại vì cái cáo hay chấm hay mà gõ hơn cái miệng má. Hỏi coi đứa con gái sinh ra nuôi lớn lên rồi hỏi mẹ có đẹp không? Kìa trái táo đẹp thôi chứ mẹ không có đẹp. Buồn quá. Bức. Một trái mà nó rớt hai trái luôn các bạn ơi. Đã thiệt là đã. Năm này thu táo. Ồn cái rổ táo. Quá sao là đã các bạn. Mẹ mấy gái hét mê, rồi. Mê quá. Thu hết luôn chứ. Ba bác thu. Wow, ở trong này nữa nè các bạn ơi. Trong này nữa nè. Nè thấy chưa. Này mình ngồi xuống. Tôi quất mà.
kẹp nó vô nắp. Chà, hái cái chùm này nha. Vì quay quay mẹ. Dạ, biết cho Vi quay mẹ. Quay ghê quá rồi, con bị la với. Vô có quay nhiều vậy? Không quay ghê hả, Vi quay đẹp hả? Dạ, Vi quay đẹp không bé á. Ok, ta tin tưởng Vi đó nha. Làm sao quay cái trái này cho đẹp nha. Rồi, chuẩn bị hái. Hái. Quá xa đã. Nó chắc nụi mà nó mắc lạnh mà ăn nó ngon. Mà nó giòn nha các bạn, giòn lắm. Mẹ không? Mẹ quá. Trời ơi, trong này còn một chùm. Wow. 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 Đã chưa? Rớt đâu rồi? Đây, năm này mình thu táo mê say luôn các bạn. Còn nữa không Vi? Nó còn ở trên rồi. Còn ở trên hả? Ở trên có hái không các bạn? Còn trên này cặp nè. Vi quay đừng có, Vi cầm máy rồi chắc, Vi đừng có làm rung nha. Mê không? Còn chùm trên này để hay hái? Để mình tính coi. Mấy gì keo vậy, con chuột rồi, con chuột. Nó cái này nè. Nó cạ vô cái này nó keo nè. Nhưng sao nó làm vậy vậy? Đó. Không. Mấy mà xưa lắm mà mua ngay vậy em gì vậy? Mà đâu mua đâu mà xin. Mấy mà mấy xin cái mua làm gì? Mà xin cái máy hái xì xa về cho Vi tập đó. À mà xin cái đồ bóng rổ về cho Vi tung cho Vi cao. Vi đâu có cao. Được. Rồi, co. Yay, ok. Còn một chùm. Dạ, còn trái này mình ăn nha. Mày giống con thỏ vậy? Là sao ăn được? Mày giống con gì vậy? Giống con đi hả? Dạ. Giống con nai hả? Dạ, con nai á. Đừng có chuẩn bị bột à bà. Ừ, sợ bột. Bột ơi. Ơ, má ăn nguyên cái cỏ con này. Đẹp không? Đẹp không? Mày làm sao nữa vậy? Thôi giúp mày. Mày dễ hả? Giúp mày. Vậy hả? Nói mấy em nè. Sao làm hình đèn gì làm. Đó đó đó. Đã quá các bạn ơi. Thôi hôm nay chắc mình hái hết cái táo rồi còn gì. Còn trái này không Vi? Ờ. Ô trái này rớt nè. Nè, nãy làm rớt nè. Đó, các bạn thấy nguyên một rổ táo thiệt là đã nè các bạn ơi. Ăn bao nhiêu lần, ăn bao nhiêu lần táo rồi vẫn còn nè. Đó, chưa tính rụng đó. Nhìn nguyên mâm đã quá ha. Vi ăn nữa không? Nó phụ rồi, Vi ăn cơm rồi. Rồi, giờ hết rồi. Còn gì nữa đâu. À, ra đây quay bên này lớp cho các bạn xem nha. Bên này lớp, thỏ bên này lớp á. Yep. Vẫn còn. Mấy ngày chưa, chưa có gửi tới cho tiệm. Vẫn còn một em thỏ. Ra quay cho các bạn xem cho vui nè. Thỏ của nhà mình đi hết trơn rồi. Bây giờ còn có mỗi một em bên này lớp thôi. Chưa đưa em tới cái tiệm mà thú cưng nữa các bạn. Đó. Mấy em thỏ đi về rừng hết rồi. Chỉ em bên này lớp này sống rừng không được. Cho nên mình giữ lại. Để mình gửi tới tiệm mà thú cưng đó các bạn. Để cho người ta giao, người ta bán lại cho mấy người chủ nào cần nuôi đó. Nhìn em dễ thương không? Đấy, em ăn đi em. Ăn đi. Thả xuống. Bỏ xuống cho em ăn. Đó, em cũng dữ lắm. Em bên này lớp này dữ lắm các bạn. Cho rờ miếng nha. Bên này lớp này cho rờ miếng nè. À, em dễ thương quá vậy. Nhìn em đỡ nhớ mấy em thỏ kia quá. Em cân quá. Sao vậy, nó hơi dẹp hả? Này ông xã mình, ổng đem đi cho tiệm cái máy bay này thiệt tình. Nói chuyện cái là nó bay tới cản tiếng nói của mình. Quay tiếp. Benny lớp ơi, sao nấp vậy trên 50 hả? Hai em xích hả? Benny lớp, ra đây. Ra đây chơi nè. Mẹ mới gãy cái em bên thì ngốc chen gì. Mẹ sắp đưa Benny lớp đi ra tiệm rồi mà. Nè, có ăn đi. Đó, ăn đi. Ôi chà, em ăn dễ thương. Nó hiểu má vậy. Ừ, nó hiểu mẹ mà. Em ăn riêu cả mắt nè. Mày giống như dứa con dít vậy. Sao
mắt anh nhiêu là vậy? Cái khai má ghét. Sao ghét má con? Cái bữa mẹ cho bên này lớp tới chủ mới ở nha. Thôi để bên này lớp ăn đi các bạn ơi. Thôi cái buồn. Bye. Mà chứ mà giống buồn vậy. Bye. Mỗi lần Vy Vy đang nhai chuẩn bị mẹ nói bye cái ngừng nè. Bye. Đó tới giờ. Bye. Bên đi lớp ơi. Stop it. Bên đi lớp. Stop it. Stop it. Bye. Bye bên đi lớp nè. Bye. Dễ thương quá các bạn. Mình có còn một bộ phim lồng tiếng của mấy bầy thỏ của mình, khi nào mình sẽ đăng lên cho các bạn xem luôn nha. Cái dao của mẹ đó rồi. Đây các bạn ơi. Đây. Đây cũng có một trái dâu nè, đẹp quá nè. Bạn thấy không? Chậu dâu này mình chiết ra một chậu nhỏ mình trồng nè các bạn. Bây giờ nó ra trái thấy đã chưa? Còn ra bông nữa nè. Đó, mê say không? Hái nha. Hái không Vy? Dạ. Yeah. Đẹp quá. Để quay, để quay. Giăng ra máy rồi Vy. Các bạn, trái dâu triệu view của mình đã chiết ra trồng trong cái chậu, quá là thành công. Bây giờ mình chấm muối nha. Đó, xúc muối luôn. Thôi, đã chưa, đã chưa. Hơi khó nha. Vy cầm cho. Vy cầm cho. Đang ăn ngon quá các bạn, máy bay tới. Nghe ù không? Nghe lớn tiếng quá. Đợi máy bay đi qua cái mình ăn tiếp nha. Ngon quá các bạn. Xuất sắc. Nó ngọt. Ngọt lắm. Ngọt mà giòn nữa. Gì vậy? Bà biết mẹ con chim mới kêu gì vậy? Con chim giống như vậy. Vy quay mẹ lắc dữ vậy. Ăn giống bà phù thủy quá. Còn trái sống nè. Nó ăn trái sống luôn hả? Ừ, ăn trái sống. Chứ để ít bữa nữa nó lạnh xuống giờ. Mẹ rửa trái sống nè, mẹ ăn thử nha. Nhìn ngon không Vy? Vy quay xuống trái sống nè. Quay xuống cái trái đang chấm muối nè Vy. Kệ nó đi. Quay sát xuống cái trái nè. Đó. Vừa vừa cho thấy rõ nha. Có thấy rõ không? Rõ không Vy? Dạ rõ thiệt ngon. Các bạn cùng ăn nha. Mình thấy xa xa tí gì. Ăn dâu tây sống á, nó còn ngon hơn là dâu tây chín á các bạn. Nó giòn mà nó ngon làm sao. Hết sảy còn bà bảy luôn các bạn ơi. Thôi hôm nay mình sẽ ăn trái dâu này. Đây các bạn ơi. Ngọt ngay. Ngọt quá. Mà nếu mà con giống con... Mà giống con gì? Con thỏ đó. Giống thỏ hả? Hoa bị dính chập đẹp. Cái ngon á. Ngọt quá. Đi tìm trái nào sống sống ăn cái. Thơm này các bạn ơi. Wow, con gì nó ăn rồi. Được thì rõ. Nè, cái con gì nó ăn rồi, được trước mình không ăn. Bây giờ con gì nó ăn mất tiêu rồi. Tìm trái. Trái nào rồi sống sống. Wow, ở đây còn trái bự nè. Nó ăn hết trơn rồi. Đó các bạn thấy bị nó ăn hết trơn rồi các bạn ơi. Giờ sao đây? Tại vì mấy con gì nó ăn hết vậy? Đây, Vy quay mẹ hái trái dâu sống ăn thử Vy. Nè, hái trái sống ăn thử coi các bạn ơi. Có con gì không? Ăn thử với muối ớt xem. Đây. Hát chưa? Vy, mỗi lần Vy quay sao cái mỏ mẹ bự lên vậy? Vy, nó có quay đâu. Mỏ
mỗi lần mẹ làm gì thu mẹ mày bự lên. Mấy cái biểu mà mấy cái hồi xưa mất. Vừa thôi. Ok. Vừa. Dầu sắm ăn ngon quá các bạn. À trời. Quá chua. Quá sáp. Xúc sắc. Còn có trái gì nữa ăn không? À ra đây. Vô bật tiếp. Đây các bạn ơi. Ngồi xuống đi. Mấy keo dâu bạch chiếc mấy cây này hả? Ừ, dâu bạch tiết nè. Đó rồi. Đây các bạn. Cho ăn thử không? Nè, cho vị. Chua lắm. Đó. Vị mẹ chấm ăn nè. Đi quay gần mẹ quá vậy. Nè. Mà trứng ăn không? Con trái dâu bạch tiết nè các bạn. Hái tại vườn ăn. Tiết chứ chua quá. Vi à, quay cái mỏ mẹ ghê Vi. Quay xa xa ra. Nó còn quay xa, còn không quay gần. Đi quay xa xa mà. Ngon quá các bạn ơi, giờ chẳng lẽ mình ăn thêm tá. Thôi chắc được rồi đấy. Nhớ với nhau giống như mua sân của bạn á. Nhớ với nhau mua sân của bạn. Rõ sát trong miệng má gái ngầm nghỉ á. Thôi giống với nhau. Được rồi. Mẹ nói được rồi là mày đi lui mày để đó. Khỏi thầy quá mày. Nay mình đã hái xong nguyên một mâm táo và đi dạo ăn mấy trái dâu cho các bạn xem. Thì bây giờ mình sẽ tạm biệt các bạn ở đây. Hẹn các bạn những video kế tiếp. Mình sẽ thu tất cả những củ ở trong vườn mình nha. Củ dền, củ cải, rồi củ gì đó, có gì thu đó. Rồi trái thù lù nữa, mình sẽ ăn cho các bạn xem. Thù lù, quá xá là nhiều thù lù luôn. Các bạn xem video của mình, nếu mà các bạn thấy thích thì các bạn nhấn nút like và đăng ký, chia sẻ giúp mình với nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày thiệt là vui vẻ. Các bạn ơi, nhớ ủng hộ kênh Vinh Nguyễn Thị Nấu Ăn Hái Lượm giúp mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tạm biệt các bạn, chúc các bạn một ngày thiệt là vui khỏe. Tạm biệt các bạn.